Bạn thấy được slide của chị chưa? Alo. Chưa Dạ thấy mẹ chưa này. chị. Chưa. À, các bạn nghĩ là chưa thấy slide của chị hả? Dạ chưa thấy. Chị coi thử. Mới vừa mới thấy. Vừa mới thấy. Dạ có rồi chị. À, giờ chị điểm nhân ngẫu nhiên nha. Ngọc Đoàn Thị Điểm. Dạ có. Châu. Chào có. Cảm Thành Hưng. Có. Duy Kha. Dạ có em. Trung Khang. Trung Khang có không em? Trung Khang. Tuấn Kiệt. Dạ Tuấn có Kiệt chị. có không em? Ừ. Thanh Loan. Nguyễn Thị Thanh Loan. Thanh Loan không có. Thanh Minh. Để có em. Như Ngọc. Dạ có chị. An Ninh. Dạ có. Phước. Dạ có. Quy. Dạ có. Ngọc Sơn. Dạ có. Tuấn Thành. Dạ có em ạ. Công Trà. Dạ có. Anh Tuấn. Đào Huỳnh Anh Tuấn. Dạ có. Thùy Vân. Dạ có. Thảo Vy. Dạ có. Trung Nguyên. Dạ có. Bàn Phước có không em? Dạ có. Rồi. Dạ alo chị ơi, em Rồi. bị lỗi mic Hôm lúc chị điểm danh nay chị. mình sẽ học cái bài sinh khó và cuộc đời. Thôi. Em tên gì? Em Đó. vô nhập bên kia á chị, em đăng khoa. À, em là Trung Khang hả? Sao chị? Em tên gì? Đăng Khoa. Với lại bạn Trung Khang. Dạ chị ơi em tên Loan ạ. À. Hồi nãy em dùng máy bàn nên không có mic đó chị. Dạ. Dạ chị ơi, em tên Lê Trung Khang chị. Nãy chị điểm danh em bị lỗi mic.
Rồi. Ok. Em tên Loan nữa chị ạ. Rồi rồi chị thấy rồi. Dạ em cảm ơn chị. Rồi hôm nay mình bài sân khấu do mẹ sẽ bài hôm nay thì nó sẽ có ba phần đó. Sân khấu do phần mềm của mẹ, sân khấu do thai to và nghiệp thất lọt. Thì mình sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là sân khấu do phần mềm của mẹ. Sau khi các bạn học xong bài này á, thì cần phải biết được, trình bày được những cái nguyên nhân sinh khó cho phần mềm của mẹ là gồm những gì. Và thứ hai đó là biết được cách xử trí từng trường hợp đó. Thì cái nội dung nó sẽ gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là sinh khó do các nguyên nhân đến từ âm hộ, âm từ sinh môn. Thứ hai đó là sinh khó do âm đạo. Thứ ba là do các khối u tiền đạo. Thứ tư là do cổ tử cung. Và thứ năm là sinh khó do tử cung như là dị dạng hoặc là có tử cung, có sẹo mổ lấy thai. Thì cái phần đầu tiên đó là sinh khó do âm hộ tầng sinh môn. Thì thường á, khi mà sản phụ rạn lâu á, mà được hoặc là tầng sinh môn chắc quá hoặc là tầng sinh môn nó đề kháng, thì thường trong những trường hợp này á, thì mình sẽ không có cái chỉ định mổ lấy thai, mà mình sẽ cân nhắc cái chuyện là mình có thể tầng sinh môn, thì có thể là cắt một bên, hoặc nếu như mà nó vẫn còn rất là chắc luôn mà không sổ thai được thì cũng có thể cắt hai bên. Như các bạn đã được học thì có các cái đường cắt, các bạn có thể cắt 7 giờ, thường thì sẽ cắt 7 giờ vì hầu như là mọi người đều thuận tay phải, hoặc là đường 6 giờ cũng được. Tuy nhiên là cái đường 6 giờ thì nó sẽ dễ bị tổn thương cái nút trung tâm đáy chậu. Đặc biệt là khi mình cái cơ vòng hậu môn, nên mình phải hết sức thận trọng khi mà mình cắt đường này, hoặc là mình có thể giúp xanh, thì mình có thể giúp xanh hoặc phọt xếp hoặc là bằng giáp hút. Rồi tiếp theo nữa là những khối u ở âm hộ, thì đây là cái phân loại những cái khối u mà lành tính ở âm hộ, thì người ta chia ra là có dạng đặc và dạng nang. Thì các bạn sẽ thấy người ta sẽ chia ra nhiều cái loại u. Tuy nhiên là trên lâm sàng thì mình thường quan tâm tới có hai loại. Những cái nang liên quan tới tuyến Bartholin hoặc là những cái u mà có nguồn gốc từ trung mô. Thì đây là cái nang tuyến Bartholin, những cái khối u mà liên quan tới nang tuyến này. Thì theo giải phẫu bình thường á, thì bạn nào... cho chị biết là cái vị trí của tuyến Bartholin nó nằm ở đâu và nó sẽ đổ vào đâu. Bạn nào trả lời? Vị trí bình thường tuyến Bartholin nó nằm ở đâu? Trên slide cũng có luôn. Mỹ Linh. Dạ thưa chị là Mỹ Hoàng Mỹ Linh. Alo, chị nghe không chị? Alo. Chị nghe. Dạ, chị... dạ thưa chị là nó là có hình có đường kính là khoảng 1 cm. Nằm ở hai bên âm đạo. Có vị trí nằm nó cụ thể hơn không? Hai bên âm đạo là nhiều lắm. Vị trí nào? Dạ, chị nói lại. Em nghe chị nói nó cứ giật chị nói lại em thôi. Các bạn nào bổ sung cho bạn không? Dạ. Chị nghe cái mic của em nó hơi rè. Em tên Trung, em nói đi. Dạ, em tên Phát, Huy Phát. Thì cái vị trí của cái nam tuyến ở Bartholin này là nằm ở vị trí 4 giờ và 8 giờ. Và nó
nó tiết ra chất nhầy trong bề mặt hũ nhỏ của âm hộ bao quanh âm đạo. Ừ, rồi. Thì như một cái hình phía bên trái các bạn có thể thấy á, thì cái nang tuyến bạch thu linh này thường kích thước nó khoảng 0,5 cm thôi, và nó sẽ có cái ống tuyến đổ vào cái ngay vào tiền đình, là ngay cái vị trí á, là khoảng 7 giờ 8 giờ hoặc là 4 giờ đến 5 giờ, ngay chỗ mà màng trinh và cái mép của môi nhỏ. Thì cái ống tuyến này nó bình thường á, thì nó sẽ dẫn chất nhầy, thường thì nó sẽ tiết ra khi mà quan hệ tình dục. Tuy nhiên vì một cái lý do nào đó mà nó bị bít tắc cái ống tuyến này, thì nó sẽ dẫn đến những cái nang, nó hình thành những cái nang, và có thể đó là những cái nang đơn thuần thôi, hoặc là nó có thể dẫn đến áp xe. Vậy thì mình sẽ xử trí những cái trường hợp này như thế nào? Thông thường á, nếu như mà những cái khối này nó nhỏ, thường là nhỏ dưới 3 cm và không có triệu chứng gì cả, nó cũng không ảnh hưởng gì đến bệnh nhân hết, thì mình cũng thường cũng không cần phải can thiệp, mình chỉ theo dõi thôi. Tuy nhiên nếu như khi mà có những cái triệu chứng liên quan tới sưng nắng, đỏ đau, hoặc là bệnh nhân thấy phiền, hoặc là ảnh hưởng đến cuộc chuyển dạ của mình, thì mình cũng có thể xử trí. Tuy nhiên thường là cái nang này nó là chứa dịch nhầy thôi, thì thường nó cũng rất là mềm, nên thường nó và nằm ở phía bên ngoài âm hộ, nó không có ảnh hưởng đến chuyện sổ thai. Tuy nhiên thì chị sẽ nói qua một số cách mà mình xử trí. Thứ nhất là mình có thể là rạch và mình giải áp thôi, đơn thuần là mình rạch và mình giải áp cái khối đó thôi. Thứ hai là mình có thể rạch giải áp và sau đó mình đặt vào đó một cái catheter và mình bơm lên, để mình sẽ tạo giống như tạo được một cái đường hầm để cho cái đường ống tuyến nó sẽ không có tắc nữa. Hoặc là mình sẽ rạch và may lộn cái mép ra phía bên ngoài, cái mép niêm mạc ở phía bên trong á, cái niêm mạc mà nó tiết nhầy á, may cho nó lộn ra phía bên ngoài, để khi mà nó có tiết nhầy á thì nó sẽ tiết ra phía bên ngoài luôn, chứ nó không có bị bít cái ống tuyến nữa. Là cái hình phía để chị sẽ chuyển. Các bạn có thấy chuột không? Các bạn có thấy chuột không? Chị thấy. À, đây nè. Thì mình sẽ ví dụ một cái, đây là phía trong, đây là cái lớp da phía bên ngoài thôi. Đây là cái nang, thì mình sẽ rạch dọc bên nang và mình sẽ giải áp nó. Sau đó mình sẽ may lại, thì mình sẽ may cả của cái mép da luôn, và mình sẽ may bằng những cái mũi chỉ rồi để mình lột được cái mép phía bên trong đi ra ngoài, để khi mà nó tiết ra chất nhầy á, thì nó sẽ đổ ra ngoài và nó không có bị tắc lại nữa. Những trường hợp mà mình chỉ được giải áp đơn thuần thôi thì thường nó sẽ bị tái lại. Rồi trong những cái trường hợp mà nếu như có áp xe tuyến bạch thu linh đó, tức là bên trong nó chứa mủ, hoặc là và nó có những cái dấu hiệu mà liên quan tới nhiễm trùng, thì mình có thể cân nhắc sử dụng kháng sinh thêm. Thì trong cái phần mà sau mối u thì nó cản trở gì cả, nên mình cũng chỉ theo dõi thôi. Còn thường thì cũng không có bóc cái nang này, tại vì thực sự là mình khi mà mình khám trên lâm sàng á, có những cái khối mà mình không thể nào mình sờ được hết toàn bộ cái nang này, nên nhiều khi là nó rất là sâu, các bạn bóc nó có thể chảy máu rất là nhiều, hoặc là mình sẽ bóc dần dần nó sẽ lên tới vùng chậu luôn, nên mình cân nhắc cái chuyện mà mình bóc cái nang này. Tiếp theo nữa, ở âm hộ thì mình sẽ có mồng gà. Mồng gà là do nguyên nhân gì? Mồng gà là do nguyên nhân gì các bạn? Do nhiễm HPV. Ừ, mồng gà nguyên nhân là do HPV, và thường là tiếp 6 và tiếp 11. Thì
ta thấy rằng là những cái trường hợp mà mẹ có một gà âm hộ âm đạo thì trẻ nó cũng có thể bị lây nhiễm và có thể bị sùi thanh quản. Tuy nhiên tỷ lệ nó là thấp nên là người ta cũng không có khuyến cáo mổ lấy thai để ngăn ngừa cái sùi thanh quản này. Tuy nhiên là những cái khối u mà nó lớn á, nó rất là lớn và ảnh hưởng đến cái diễn tiến của cuộc chuyển dạ cũng như là sổ thai á, thì mình cũng cần phải mổ lấy thai. Và trong thai kỳ khi phát hiện có mồng gà thì nên được điều trị. Bệnh nhân nên được điều trị để phòng ngừa những cái khi mà sinh nó lây truyền qua cho con. Còn tại thời điểm mà khi mà chuyển dạ và sanh á, thì không có khuyến cáo là mổ lấy thai, mà mình vẫn theo dõi. Nếu mà nó có ảnh hưởng đến cuộc chuyển dạ hoặc là cuộc sổ thai thì mình mới mổ thôi. Rồi, tiếp đến nữa là những cái khối u trung mô thì mình có thể gặp, đó là những cái u mạch máu. Thường là nó có những cái là bẩm sinh rồi. Hai là giãn tĩnh mạch thì các bạn sẽ thấy là giãn trên da. Những cái mạch máu nó giãn trên da khoảng từ 2 đến 5mm và thường là không có triệu chứng gì hết. Và mình cũng không cần phải điều trị gì luôn. Thứ ba đó là những cái u xơ tử cung. Thì nghe u xơ tử cung thì các bạn sẽ thấy là rất là thường gặp. Tuy nhiên là u xơ tử cung mà nó nằm ở vùng âm hộ thì rất là hiếm. Và thường nó sẽ nằm ở vị trí ở môi lớn. Và hiếm khi nào mà nó to. Và một cái u có thể gặp nữa đó là u mỡ. Thì trên hình nó là một cái u mỡ. Hầu như những cái khối u này nó không có cản trở sự thổ thai một cách tuyệt đối. Thứ nhất là nó phải phụ thuộc vào kích thước. Thứ hai là cái mật độ của nó có cứng chắc hay không, nó có linh động hay không. Chính vì vậy mà những cái khi có những khối u này thì mình vẫn không có chỉ định mổ lấy thai tuyệt đối. Và mình theo dõi nếu như nó cản trở việc sổ thai hoặc là diễn tiến cuộc chuyển dạ nó chậm thì mình mới đi mổ thôi. Nên là những cái trường hợp này thì hầu như những cái khối u này khi mà sanh á thì cũng hầu như là mình không có xử trí gì nó hết. Tiếp theo là mình sẽ đi qua phần sinh khó do âm đạo. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái bất thường liên quan, đặc biệt là liên quan tới phôi thai học. Thì nó sẽ có những cái vách ngăn. Mình có ăn vách quá, các bạn sẽ có thể gặp đó là vách ngăn dọc hoàn toàn, tức là từ cổ tử cung cho tới ra tới ngoài âm đạo, ngoài cái tình đình luôn, hoặc là không hoàn toàn, nó chỉ hút thôi, hoặc là nó nằm ở chính giữa, hoặc là không đối xứng. Nằm, nếu như mà cái vách ngăn nó nằm chính giữa luôn á thì gọi là đối xứng, còn không nằm lệch sang một bên là không đối xứng. Hoặc là những cái vách ngăn ngang thì thường á, người ta thấy là cái vách ngăn này nó thường nằm ở vị trí là 1/3 trên và 2/3 dưới của âm đạo. Thì các bạn có nào trả lời cho chị là 1/3 trên âm đạo thì có nguồn gốc ở từ đâu và 2/3 dưới thì có nguồn gốc từ đâu không? Hay là hai cái nguyên cái âm đạo là nó có từ một nguồn gốc? Dạ em xin trả lời. 1/3 trên của âm đạo là có nguồn gốc từ ống Müller, còn 2/3 dưới là từ ống Wood chị. Đúng chị? 1/3 trên em trả lời đúng rồi. 1/3 trên á là nó xuất phát từ ống Müller, tuy nhiên 2/3 dưới á là nó xuất phát từ ổ nhớp chứ không phải Wood nha. Thì trong quá trình phát triển á thì nó có bất thường gì đó thì nó sẽ hình thành, có thể hình thành một cái vách ngăn ngang. Thì người ta chia ra làm hai cái, đó là vách ngăn toàn phần và vách ngăn bán phần. Thì thường những cái trường hợp mà vách ngăn toàn phần á thì khi mà những cái đứa trẻ thì hầu như là không có phát hiện. Tuy nhiên khi tới khi mà dậy thì bắt đầu có hành kinh á thì thường là sẽ bị ứ máu kinh hoặc là đau bụng kinh khi đến chu kỳ, nên thường thì sẽ được khám thì dễ phát hiện.
Còn cái trường hợp mà vách ngăn mà bán phần á thì thường là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nên hầu như là người ta sẽ không có triệu chứng gì cả, và thường là phát hiện qua khám âm đạo thôi, khi mà khám phụ khoa hoặc là khi sanh thì mới phát hiện. Đây là cái vách ngăn dọc, nó sẽ chia ra rất là nhiều loại, người ta chia ra rất là nhiều loại, thì có thể là toàn phần hoặc là bán phần hoặc là đối xứng không đối xứng, những cái hình ảnh nó rất là nhiều. Đây là hai cái mà mình thường hay nhắc đến, đó là toàn phần và bán phần thôi, tức là cái hình phía bên đây nè, cái hình này nè, thì mình sẽ thay hợp này có là nó có tử cung nữa. Bất thường hay học phát triển từ ống Müller thì nó sẽ có đây là hai anh là nó có phía bên trong hoàn toàn mình nhìn vô là ngay từ phía bên ngoài này luôn, và nó kéo dài tới vào sát phía trong của tử cung này rồi. Tuy nhiên đó là mình không có phải là tất cả những cái trường hợp mà vách ngăn này mình cần phải chỉ định can thiệp, thì mình sẽ có một số những cái chỉ định. Thứ nhất đó là thường là người ta không thể quan hệ được, người ta đau hoặc là khi mà sanh đó người ta có sanh khó, hoặc là bệnh nhân sẽ ra khí hư, có thay đổi về khí hư, hoặc là bệnh nhân bị vô sinh nhưng mà không có giải thích được nguyên nhân tại sao, hoặc là hỗ trợ sinh sản khó khăn nhiều lần thì người ta mới có chỉ định can thiệp thôi. Tuy nhiên đó là trong trường hợp á, mà sinh khó, mình đang học hôm nay là bài sinh khó, thì cái vách ngăn dọc thường á, thì khi mà nó đầu em bé đi xuống, đầu thai nhi đi xuống á, thì nó sẽ làm cho cái vách ngăn này nó giãn ra, và phần lớn là nó sẽ bị ép sang một bên của thành âm đạo, nên hầu như là nó cũng không có cản trở gì cuộc sanh hết. Tuy nhiên nếu như mà những cái vách ngăn này nó rất là chắc và cứng, nó không có giãn ra được và nó làm cản trở cái cuộc sanh, thì buộc là mình sẽ phải mổ lấy thai. Còn cái vách ngăn ngang á thì thường là cái đầu thai nhi nó đi xuống thì nó thường nó cũng sẽ làm giãn mỏng ra, thì nó có thể, một là có thể tự rách, hai á là khi mà đầu em bé xuống sâu rồi á thì mình có thể là mình sẽ cắt cái vách ngăn này để sổ thai. Đây là một số cái cách mà xử trí vách ngăn. Tuy nhiên là thường cái này thì nói đến là những cái lúc mà người ta không có thai ha. Đây thì ngăn nè, và người ta sẽ bộc lộ cái âm đạo, và đây là cái vách ngăn, thì người ta sẽ đặt một cái đường giữa, sau đó sẽ đặt sát cái âm đạo qua hai bên và sẽ may lại bằng chỉ tan mũi rời và may cầm máu thôi. Đó là cái vách ngăn này. Tuy nhiên là chị nói là trong trường hợp mà khi mà sanh á, thì thường cái vách ngăn này nó rất là nó được giãn ra rất là nhiều và nó mỏng, nên nó rất là dễ. Một là nó có thể đầu em bé nó xuống nó có thể tự rách luôn. Tuy nhiên là sau khi mà sanh xong thì mình phải cần kiểm tra lại toàn bộ cái ống sinh dục xem nó có chỗ nào chảy máu, chỗ nào tổn thương thì mình phải may lại. Rồi đây là vách ngăn dọc nè. Đây thì mình cũng bộc lộ và tử cung, mà mình sẽ cắt hai cái mép trên và mép dưới, rồi mình cũng sẽ may lại bằng chỉ tan. Ngoài ra thì cũng có những trường hợp mà hẹp âm đạo bẩm sinh á, thì thường những trường hợp đó mình sẽ phải mổ lấy thai. Thứ ba đó là sanh khó do các cái khối u tiền đạo. Thì có rất là nhiều khối u mà nó có thể trở thành u tiền đạo. U tiền đạo là sao? Một cái u nào đó mà nó sẽ cản trở ngay cái trước đường sanh của mình,
của em bé thì mình sẽ gọi là u tiền đạo. Thì có rất là nhiều khối u, tuy nhiên là trên lâm sàng thì các bạn sẽ thường thấy á, thường gặp á, thì nó sẽ là u xơ tử cung hoặc là u buồng trứng. Thì u xơ tử cung á, phải cái u xơ nào nó cũng diễn tiến thành u tiền đạo hết. À, thường những cái u xơ tử cung mà nó cản trở cái sự diễn tiến của ngôi thai đi xuống thì thường là nó sẽ có ba cái. Thứ nhất đó là u xơ tử cung ở cổ tử cung. Thì thường các bạn khám phụ khoa chẳng hạn hoặc là khám âm đạo, đặt mẫu vịt vô các bạn có thể thấy những cái u xơ ở cổ tử cung. Thì phân loại Figo nó là Figo 8. Hoặc là những cái u xơ ở dây chằng rõ, tức là u xơ dưới thanh mạc á, hoặc là u xơ có cuốn. Hai cái này đều là u xơ dưới thanh mạc hết. Và nó sẽ rơi vào tử cung đu la và làm cho cái đầu em bé nó không có lọt vào tiểu khung được. Thì những cái trường hợp này mình sẽ bắt buộc là phải mổ lấy thai. Thì người ta thấy là trong thai kỳ khi mà có u xơ tử cung á, thì chỉ nên cắt bỏ nếu như mà có tình trạng xuất huyết nhiều hoặc là nhiễm trùng, đau hoặc là bí tiểu thôi. Nghĩa khi mà phẫu thuật trong thai kỳ á, thì có thể dẫn đến vỡ ối sinh non hoặc là xuất huyết, thậm chí là phải cắt tử cung. Nên hầu như trong thai kỳ á, mình không có can thiệp gì cả. Còn khi mà chuyển dạ, thì nếu mà chuyển dạ tắc nghẽn thì mình sẽ mổ lấy thai. Thì trong trường hợp mình phát hiện đây là một cái khối u tiền đạo nó cản trở cái đường xanh thì mình sẽ mổ lấy thai luôn. Và mình sẽ bóc cái u xơ tử cung này khi nào? Thì khi mình vô mình mổ, nếu như cái vết rạch mà bắt bé của mình á, thường thì mình sẽ rạch ngang đoạn dưới tử cung để lấy thai. Thì nếu như cái u xơ tử cung này nó nằm ngang qua cái vết rạch của mình thì mình buộc phải bóc nó thôi. Hoặc là cái u xơ ở đoạn eo của tử cung, có thể nó chèn bít cái đường mà thoát sản dịch luôn, thì nó sẽ có thể tăng cái gây nguy cơ nhiễm trùng, thì mình sẽ bóc. Hoặc là u xơ tử cung dưới thanh mạc có cuốn, nó rất là dễ bóc tách, mình chỉ cần kẹp cắt nó là xong, nó không có chảy máu nhiều thì mình mới cắt. Tuy nhiên là rất là hạn chế can thiệp bóc u xơ tử cung trong lúc mình mổ lấy thai, vì nó sẽ thứ nhất là tăng cái nguy cơ nhiễm trùng, thứ hai là chảy máu. Một cái thai phụ người ta mổ lấy thai là người ta đã bị mất máu nhiều rồi, nên khi mà mình bóc u xơ nữa thì nó sẽ mất máu nữa. Nên là chỉ là những cái u xơ nào đó bắt buộc chỉ định là mình phải bóc thôi. Ví dụ như rạch nó ngay cái vết ngang rạch bắt bé của mình thì mình phải bóc rồi. Còn những cái trường hợp khác đó, thì dễ dàng lắm thì mình mới bóc. Cái u thứ hai thường gặp đó, đó là u buồng trứng. Thì mình sẽ, đây là thường là những cái u thực thể, vì là những cái u cơ năng thì nó sẽ tự hết rồi, nó khoảng theo dõi 2-3 tháng thì nó sẽ hết. Nhưng thường là những cái u thực thể, đặc biệt là những cái u mà thể bì á, nó sẽ rất là nặng và nó có thể rơi vào cái túi cùng là, thì nó lại trở thành một cái u tiền đạo, thì mình phải mổ lấy thai. Khi mà có chị phát hiện đó là u tiền đạo thì mình sẽ mổ lấy thai. Và khi mà theo dõi một thai kỳ, nếu như các bạn phát hiện một cái u buồng trứng trong thai kỳ á, thì nên mổ cắt khối u ở trong tam cá nguyệt thứ hai. Thì có bạn nào lý giải được điều này không? Tại sao mình không có mổ ở trong tam cá nguyệt 1 hay tam cá nguyệt thứ 3? Alo. Là bởi vì tam cá nguyệt 1 thì thai kỳ người ta được duy trì bởi progesterone tiết ra từ hoàng thể. Nếu mà mình cắt chúng ngay cái bên mà nó có hoàng thể thì có khả năng là thai không có giữ được. Còn nếu mà trong ba tam cá nguyệt cuối, trong tam cá nguyệt cuối, cho cái mít của em nó bị rè anh ạ. À, chị đợi em tí. Ừ. Dạ, nhưng mà bên chị nó bị yếu á chị. Dạ, tụi em nghe bạn nói bình thường nhưng mà nghe chị nói bị rê lắm chị. Nó bên có bị giật chị... Ừ, thôi em nói tiếp đi cho em thử nó có đỡ không. À, alo, chị nghe rõ hơn mà. Chị nghe. Dạ, tại vì trong tam cá nguyệt 1 là thai kỳ duy trì bằng progesterone tiết ra từ hoàng thể. Nếu mà mình cắt buồng trứng
mình phẫu thuật cái u buồng trứng mà có khả năng chạm trúng cái hoàng thể thì có khả năng là cái thai kỳ của mình không giữ được. Còn nếu mà trong tam cái nguyệt cuối thì cái tử cung lúc này nó bắt đầu nó to hơn, nó cao lên trên rốn thì cái phẫu trường của mình khó thao tác hơn. Ừ. Rồi. Rồi bạn trả lời đúng rồi ha. Thì thường là cái mình sẽ phẫu thuật trong tam cái nguyệt thứ hai, thường là 16 17 tuần thì cần phải phẫu thuật. Và đặc biệt đó là khi mà theo dõi chuyển dạ, cái trường hợp mà u buồng trứng mà trở thành u tiền đạo thì mình đi mổ lấy thai rồi. Tuy nhiên nếu như mà một cái khối u mà mình chỉ phát hiện khi mà bắt đầu là chuyển dạ mình mới phát hiện thôi, tuy nhiên là nó không có trở thành u tiền đạo thì mình vẫn theo dõi sinh nghẽ âm đạo bình thường. Tuy nhiên sau khi sinh nghẽ âm đạo thì cái khối u này nó sẽ có nguy cơ bị xoắn ở những cái ngày đầu. Vì sao? Tại sao những cái ngày đầu hậu sản này thì nó lại có nguy cơ xoắn cao? Dạ thưa chị, là vì sau hậu sản thì tử cung nó sẽ co lại, thì cái buồng trứng nó sẽ đột ngột rớt xuống nên là dễ xoắn cái u. Ừ. Thì bình thường khi mà có thai á là nguyên cái tử cung nó đã nằm nó rất là chiếm nguyên cái vùng bụng luôn. Tuy nhiên sau khi sinh xong á thì tử cung nó sẽ thu nhỏ lại, thì tự dưng nó rất là trống, nên là cái khối u khi mà có thai á thì nó sẽ về vị trí dao động của nó rất là nhỏ, sinh xong thì ngồi nhỏ lại thì cái dao động của cái buồng trứng của cái u khối u nó lớn, chính vì vậy mà nó sẽ tăng cái nguy cơ xoắn. Nên khi mà sau, đối với những thai phụ mà có khối u buồng trứng thì buộc là mình phải theo dõi kỹ xem có những cái dấu hiệu của xoắn khối u hay không. Dạ chị ơi, chị cái mic của chị nó bị giật quá dữ anh chị. Và đối với những trường hợp á mà mình mổ lấy thai á mà có khối u không nghe rõ rồi chị. Dạ. Nghe em nói chờ chị xíu. Dạ chị có thể chỉnh cái mic lại được không chị? Chờ chị xíu, chị chỉnh lại cái wifi xíu. Alo, các bạn nghe chưa? Dạ, alo. Bây giờ nghe rõ. Ờ, vậy mình học tiếp ha. Chị chưa lắp chị ơi. Hả? Rõ rồi đúng không? Dạ, dạ, tạm thời chưa thấy lắp được gì hết chị. Ừ. Rồi, thì mình chỉ đang nói đến cái trường hợp mà cái khối u buồng trứng này, có khối u buồng trứng này và sản phụ phải mổ lấy thai á, thì khi mà mổ lấy thai thì mình sẽ cắt cái u này trong cùng lúc mổ luôn. Vì thứ nhất là thường là móc khối u buồng trứng nó không có chảy máu nhiều, và
thường đây là những cái khối u thực thể nên đã có chỉ định mổ cái khối u này rồi, thì trong cuộc sanh mình sẽ tiện thể mình sẽ bóc cho sản phụ luôn, chứ không mất công đến sau hậu sản người ta lại sau sanh người ta lại phải đi mổ nữa. Nên là những trường hợp mà có u buồng trứng mà mổ lấy thai thì mình sẽ bóc u luôn. Nó khác với lại u xơ tử cung nha. U xơ tử cung thì mình hạn chế mổ trong lúc mổ lấy thai, hạn chế cắt cái khối u đó trong lúc mổ lấy thai. Thứ nhất là cái khối u xơ tử cung nó cũng bị thay đổi sau thai kỳ, khi mà không có thai nó có thể thay đổi kích thước, hoặc là mình có thể điều trị nội khoa chẳng hạn, hoặc là mình theo dõi nó sau sanh. Còn khối u buồng trứng là mình đã có chỉ định bóc cái khối u này rồi, thì khi mình mổ lấy thai thì mình bóc nó luôn. Thì đó là hai cái khối u mà mình thường gặp trong trường hợp mà trở thành u tiền đạo. Ngoài ra thì cũng có những cái khối u tiền đạo khác, tuy nhiên là nó hiếm gặp hơn. Đối với những thai phụ mà người ta có những cái u ở vùng trực tràng nè, thì nó cũng cản trở cái đường sanh. Các bạn khi mà sanh đó, các bạn sẽ nó âm đạo sát luôn với trực tràng, mà có một cái khối u nằm ở trực tràng thì đầu em bé nó không thể nào xuống được. Hoặc là những cái khối u ở bàng quang mà nằm ở phía trên âm đạo thì nó cũng cản trở cái đầu em bé sổ xuống, hoặc là những trường hợp mà có thật lạc chỗ. Tuy nhiên đó là nó khá là hiếm gặp, và thường là ví dụ như có những cái u trực vùng trực tràng hoặc là bàng quang gì đó thì thường là mình cũng sẽ phát hiện trước. Thì những cái u này nếu trở thành khối u tiền đạo, nó là nó cản trở cuộc sanh thì mình mổ lấy thai. Nói chung nguyên tắc khi mình phát hiện một cái khối u mà mình thấy nó cản trở đường sanh luôn thì mình sẽ mổ lấy thai. Thì còn những trường hợp khác á, có khối u nhưng mà nó không có cản trở đường sanh gì cả thì mình không có chỉ định, thì mình vẫn theo dõi tiếp tục. Nếu như trong quá trình theo dõi đó và thấy cái diễn tiến của cuộc chuyển dạ nó bị chậm hoặc là nó ngưng tiến triển thì mình cũng mổ. Rồi, tiếp đến đó là những cái sinh khó mà do từ cổ tử cung. Thì có những cái bất thường ở cổ tử cung dẫn đến cái cuộc chuyển dạ nó diễn tiến chậm hoặc là ngưng tiến triển, như là có màng trinh cổ tử cung, tuy nhiên là cũng rất là hiếm gặp thôi. Hoặc là cổ tử cung dính, là trong cái trường hợp là cổ tử cung nó vẫn xóa mỏng được nhưng mà cái lỗ ngoài nó không có mở. Thường thì sẽ dẫn đến là rối loạn cương co tử cung. Cương co tử cung rất là dồn dập vì là cổ tử cung nó không có được mở hoàn toàn, cái lỗ trong thì nó mở, xóa mỏng luôn nhưng mà lỗ ngoài nó không mở. Thì trong những trường hợp này thì mình sẽ khám âm đạo, mình sẽ tìm một cái chỗ mà nó lõm vô á, tức là cái lỗ cổ tử cung, thì mình sẽ ấn mạnh cái ngón tay vô và xoáy mạnh thì cổ tử cung nó sẽ dễ dàng được tách ra và nó giãn nở. Thì mình tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên là những trường hợp này cũng rất là hiếm gặp thôi. Ngoài ra thì cổ tử cung có sẹo, ví dụ như là do đốt điện nè, hoặc là do khuyết chóp, hoặc là do khâu vòng cổ tử cung, hoặc là những cái trường hợp mà người ta sanh lần trước á, người ta có bị rách cổ tử cung và người ta được khâu lại thì nó sẽ trở thành những cái vết sẹo. Thì những cái sẹo ở cổ tử cung này nó cũng sẽ làm cho cổ tử cung nó giãn nở không được tốt, nó sẽ có thể là nó ngưng tiến triển, nó không có mở ra được. Tuy nhiên là trong cái trường hợp á, mà đối với những thai phụ á, mà người ta có khuyết chóp cổ tử cung á, thì cái diễn tiến của nó cũng có thể là bị chậm. Tuy nhiên là thường thì những cái trường hợp này thì nó sẽ liên quan tới những cái kết cục của thai kỳ. Ví dụ như người ta sẽ sanh non, thì những cái trường hợp mà khuyết chóp thì nó sẽ phụ tùy thuộc vào, thứ nhất là khuyết chóp do giao điện hay là do giao lạnh, hoặc là cái độ dài của cổ tử cung khi mà khuyết chóp thì nó ảnh hưởng. Thì thường người ta thấy là trên 10mm đó, thì nó mới có mối liên hệ với sinh non. Còn dưới 10mm đó thì tùy có những cái nghiên cứu nó có hoặc là không liên quan tới sinh non. Tuy nhiên là có cái phân tích gộp đó, thì người ta thấy rằng nó cũng không có liên quan. Thì thường những cái trường hợp mà có sẹo ở cổ tử
cổ tử cung như thế này á, nếu như mà nó không có xả mỡ được thì mình cũng phải mổ lấy thai. Tuy nhiên là ngay từ đầu là mình không có chỉ định mổ lấy thai rồi, mình vẫn theo dõi và tùy cái diễn tiến của cổ tử cung nó có xả mỡ tốt hay không thì mình sẽ xử trí tiếp. Đối với những cái cổ tử cung á, mà nó dài hoặc là phì đại á, thì thường á, là có thể là mình sẽ trẻ cái cổ tử cung ở vị trí 12 giờ. Tuy nhiên là thường là mình sẽ tốt nhất là mình sẽ nên mổ lấy thai vì nó sẽ khó khăn và nó sẽ chảy máu nữa. Đối với những trường hợp mà cổ tử cung dài và phì đại á, thì thường là sau sanh, thời kỳ hậu sản á, thì mình sẽ cắt ngắn bớt. Còn đối với những ở cổ tử cung giống như nãy chị nói là nếu như nó có những cái u xơ hoặc là polyp hoặc là những cái ung thư cổ tử cung chẳng hạn, thì nếu như u xơ tử cung hoặc là polyp thì thường là những kích thước nó rất là nhỏ, thì thường là mình sẽ sanh polyp thì cái cuộc diễn tiến cuộc sanh nó vẫn diễn ra được tốt. Tuy nhiên những trường hợp mà u xơ mà nó cản trở cuộc sanh là nó đã trở thành u tiền đạo rồi thì mình sẽ mổ lấy thai. Còn ung thư cổ tử cung thì mình sẽ mổ lấy thai. Và thường đây là một cái chỉ định mà chị nhớ là lần trước chị cũng đã từng nói với các bạn, trong trường hợp ung thư cổ tử cung mà tiến triển, giai đoạn tiến triển thì mình sẽ mổ lấy thai và mổ dọc thân. Đấy là một cái chỉ định mà còn thường bây giờ mổ dọc, còn hầu hết những trường hợp là mổ ngang đoạn dưới tử cung thôi. Tại vì ung thư cổ tử cung này mình mổ dọc, sau đó là mình sẽ cắt tử cung luôn. Rồi, tiếp đến là những cái sinh khó do tử cung. Thì thường là những cái dị tật bẩm sinh này nó liên quan tới bất thường của phát triển từ ống Müller. Thì tử cung á, như các bạn đã biết là tử cung sẽ phát triển từ hai cái ống Müller hợp lại. Thì sự phát triển hoàn toàn thì nó sẽ tạo ra một cái buồng tử cung bình thường. Tuy nhiên vì một cái bất thường nào đó nó sẽ phát triển một cách nó không hoàn toàn, nó hợp nhất không hoàn toàn chẳng hạn, thì mình sẽ có ví dụ như tử cung một sừng nè, nó có một sừng bình thường thôi và một cái sừng này nó teo nhỏ, nó có cái thể cái sừng bên này nó có thể thông thương với phía bên trong buồng tử cung hoặc là không, trường hợp này là nó không thông thương nè, hoặc là tử cung hai sừng hoặc là tử cung đôi, thì có thể là tử cung đôi á thì nó có là chia ra là hai cổ tử cung hoặc là một cổ tử cung. Đây. Đó. Thì những cái bất thường này nó sẽ thường là nó sẽ ảnh hưởng đến việc có thai. Nó có thể là dẫn đến khó có thai, hoặc là khi có thai rồi thì những cái có cơn co tử cung nó cũng sẽ dễ bị bất thường về cơn co tử cung. Đây là một cái trường hợp là trên lâm sàng mình thấy được đây là cái tử cung bình thường nè. Đây là một cái bên tử cung bình thường. Đây là một cái sừng tử cung khác. Tử cung này nó bên này là cái khối thai ngoài, là cái vòi trứng nè. Đây là một cái sừng tử cung mà cái bình thường. Còn đây là một cái sừng mà nó bị dị dạng á, nó bị nhỏ, nó rất là nhỏ và nó cũng có sự thông thương với cái bên trong buồng tử cung này. Tuy nhiên là trường hợp này là bị thai ngoài. Đây, mình sẽ cắt cái tay vòi bên này. Thì những cái trường hợp á, mà ở tử cung á, mà nó bất thường thì mình sẽ phải mổ lấy thai. Tuy nhiên là thường là mình sẽ đi mổ vì những cái lý do, ví dụ như khi nó bất thường trong buồng tử cung như vậy thì nó sẽ thường dẫn đến nó là những cái ngôi thai bất thường đó, thì mình sẽ thường là đi mổ vì ngôi thai bất thường. Mà đây là một số những cái phân loại thôi, thì tùy theo những cái hiệp hội, ví dụ những cái hiệp hội liên quan tới vô sinh thì người ta sẽ chia nó sẽ hơi khác, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Tiếp đến nữa là một cái tử cung mà nó có sẹo mổ lấy thai, thì với cái tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng tăng như hiện nay thì cái việc mà sanh ngã âm đạo sau mổ lấy thai á cũng được khuyến khích.
để thứ nhất đó là giảm cái chi phí điều trị cho bệnh nhân, thứ hai là giảm cái nguy cơ bắn huyết sau sanh, giảm nguy cơ nhiễm trùng cũng như là những cái nguy cơ khi có thai lần sau, ví dụ tăng nguy cơ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược chẳng hạn. Thì mình sẽ có những cái thử thách sanh nở âm đạo trên vết mổ cũ. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Thứ nhất, đó là tùy thuộc vào cái vết mổ đó, nó có làm tốt hay không? Cái vết mổ lần trước đó, nó có làm tốt hay không? Thứ hai là cái lý do mổ lần trước, nó còn tồn tại tới bây giờ hay không? Thứ ba, đó là mình đánh giá về, thứ nhất là vết mổ lần trước nè, thứ hai là lý do mổ lần trước, thứ ba là mình đánh giá cái thai kỳ lần này á, nó có bình thường hay không, hay nó có gì bất thường mà mình không thể sanh nở âm đạo được hay không. Và đặc biệt khi mình theo dõi một cái trường hợp mà sản phụ có sẹo mổ lấy thai sanh nở âm đạo thì buộc mình phải theo dõi ở một cái nơi mà có điều kiện mổ lấy thai cấp cứu. Vì khi mình theo dõi sanh nở âm đạo mà có vết mổ thì nó sẽ có những cái nguy cơ, ví dụ như là vỡ tử cung chẳng hạn nè, hoặc là thai suy, thì mình bắt buộc là mình phải mổ lấy thai cấp cứu. Nên buộc mình khi mình thử thách này, mình phải theo dõi ở một cái nơi mà có điều kiện, có ekip theo dõi và có phòng mổ. Và đặc biệt thêm nữa đó là mình phải tư vấn cho sản phụ, mình tư vấn những cái lợi ích và những cái nguy cơ của mổ lấy thai và sanh nở âm đạo lần này. Thì sản phụ người ta phải được tư vấn kỹ càng để người ta có thể được hiểu rõ về cái những cái nguy cơ và lợi ích cái cuộc sanh của họ. Thì cái tiêu chuẩn mà vết sẹo lành tốt là như thế nào? Thì đây, thì nó có 5 yếu tố. Thứ nhất đó là không phải sẹo mổ dọc thân tử cung lấy thai hoặc là mổ bóc u xơ tử cung. Thì như nãy chị nói á, là hầu như bây giờ là mình sẽ mổ ngang đoạn giữa tử cung, chứ hầu như cũng ít khi mà mổ dọc, nó chỉ còn hai chỉ định mà mổ đường dọc thôi, mổ dọc thân thôi. Thứ nhất là trường hợp mà ung thư cổ tử cung tiến triển, giai đoạn tiến triển, hoặc là trong trường hợp mà nhau tiền đạo, nhau cài răng lược và không có giữ được tử cung nữa, nhau cài tiền răng lược mà mình có chỉ định là cắt tử cung luôn á, thì mình sẽ mổ dọc thân và bắt bé ra và sau đó tiến hành cắt tử cung. Thì thường bây giờ chỉ còn hai chỉ định đó là mình mổ đường dọc thôi. Còn hầu như những cái trường hợp khác thì mình đều mổ đường ngang. Hoặc là cái trường hợp mà mổ bóc u xơ tử cung thì mình cũng cần phải hỏi là bóc u xơ tử cung này là u xơ nằm ở đâu. Thường những cái u xơ mà nằm dưới thanh mạc, mà ví dụ u xơ Vigo 6, Vigo 7 mà thường nó không có liên quan tới nhiều đến cơ tử cung á, thì nó cũng không ảnh hưởng. Nên là khi mà một cái thai phụ mà có bóc u xơ tử cung thì mình nên xin lại cái giấy nhập viện để mình xem thử, cái giấy xuất viện của lần trước mổ để mình xem thử là có phải là bóc u xơ tử cung trong cơ hay không. Nếu như mà là trong cơ thì mình lần này mình sẽ phải mổ lấy thai. Thường các bạn thấy thì trên lâm sàng các bạn sẽ thấy là mổ đường rạch da thì nó có thể đường ngang hoặc đường dọc. Tuy nhiên là mình đang đánh giá cái tiêu chuẩn lành tốt này là cái vết sẹo ở trên tử cung á, chứ không phải là cái vết sẹo ở bên ngoài da. Nên là cũng có những trường hợp mà buộc phải mổ đường dọc ngoài da, tuy nhiên bên trong nó cũng sẽ là đường ngang. Đó, thì nãy chị nói chỉ có hai trường hợp là thường sẽ phải mổ đường dọc thôi, còn hầu như là sẽ mổ đường ngang. Tuy nhiên là được thì mình cứ nên xin cái giấy ra viện lần trước, giấy xuất viện lần trước mổ của họ, của sản phụ, để mình biết chính xác được cái phương pháp mổ lần trước là như thế nào, để mình tiên lượng cho cuộc sanh cũng như là cuộc mổ lần này. Thứ hai là vết mổ cũ không quá mới, tức là khoảng cách giữa hai thai kỳ từ 9 tháng trở lên, hoặc là các bạn sẽ thường đọc thấy con số 18 tháng, tức là 18 tháng là khoảng cách từ khi mà cái vết lần mổ lần trước tới cái lần mổ lần này nè, cái dự tính lần mổ lần này của mình đó là nó phải trên 18 tháng, thì tức là nó cũng là trên 9 tháng á, khoảng cách giữa hai thai kỳ nó cũng là 9 tháng. Rồi thứ ba đó là vết mổ của một lần, còn hai lần trở lên thì mình sẽ đi mổ. Tuy nhiên đó là
Theo trên thế giới, theo y văn thì thực sự cái thử thách sang nhà âm đạo này không có phải là giới hạn, chỉ là vết mổ cũ một lần. Người ta vết mổ cũ hai lần, người ta vẫn có thể sang nhà âm, theo dõi sang nhà âm đạo. Tuy nhiên là mình cần phải tham vấn cho thai phụ rất là kỹ về những cái nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ vỡ tử cung. Nếu như sản phụ người ta đồng ý thì người ta vẫn có thể thử thách sang nhà âm đạo. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình thì không có khuyến cáo, chỉ theo dõi đối với những trường hợp mà có vết mổ cũ mổ lấy thai một lần thôi. Nên là cái tiêu chuẩn lành tốt ở đây là nếu như mà hai lần thì sẽ đi mổ. Tuy nhiên các bạn cũng biết thêm đó là ý là trường hợp có vết mổ cũ ở trên thế giới thì người ta cũng không hẳn là chỉ là một lần mới sang nhà âm đạo được, mà hai lần người ta vẫn có thể thử thách sang nhà âm đạo. Rồi, thứ tư đó là cái vết sẹo này á, nó không phải là vết sẹo vá lại tử cung vỡ lần trước. Ví dụ như lần trước người ta mổ vì dục sanh thất bại chẳng hạn, hoặc là lần trước người ta mổ vì ngôi mông chẳng hạn, là mổ bình thường ha. Còn đối với những lần trước người ta mổ vì là vỡ tử cung, lý do đi mổ là vỡ tử cung, thì buộc là cái tử cung đó nó đã bị vỡ và người ta đã phải vá lại rồi, thì lần này mình sẽ không cho theo dõi sanh nhà âm đạo được. Rồi, tiếp nữa đó là không có nhiễm trùng hậu phẫu. Và mình đánh giá cái nhiễm trùng hậu phẫu này á, là cái nhiễm trùng ở tử cung á, nhiễm trùng ở cơ tử cung á. Còn thường là nhiễm trùng mà ví dụ như ở ngoài da, lớp mỡ thôi, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái chất lượng cơ tử cung, chất lượng cơ tử cung từ cái vết mổ lần trước. Nên mình cũng cần hỏi kỹ là ví dụ như lần trước á, sản phụ đó nằm hậu phẫu mấy ngày, điều trị kháng sinh gì, có phải điều trị kháng sinh phối hợp hay không, những cái yếu tố để mình nghĩ được đó là có nhiễm trùng hậu phẫu hay không, đặc biệt là có phải mổ lại hay không, có phải mổ lại, cắt lọc lại cái vết mổ hay không. Thì đó là cái tiêu chuẩn để mình đánh giá cái vết mổ có lành tốt hay không thì mình mới tiếp tục theo dõi sang nhà âm đạo lần này. Thì đối với khi các bạn tiếp cận một cái trường hợp mà vết mổ cũ mà mình nghĩ là muốn sang nhà âm đạo thì mình đầu tiên mình sẽ phải xem thử là cái lý do mổ của lần trước á có còn tồn tại hay không. Ví dụ lần trước người ta mổ vì khung chậu hẹp thì hiển nhiên lần này không thể nào khung chậu người ta đột ngột hết hẹp được hết, nên là lần này mình sẽ đi mổ. Hoặc sau đó mình mới xét đến là cái vết mổ lần trước á nó có làm tốt hay không, thì mình phải xét năm cái yếu tố này. Nếu như thỏa tiêu chuẩn lành tốt thì mình sẽ đánh giá tiếp cái thai kỳ lần này nó có sanh nhà âm đạo được hay không. Ví dụ thai kỳ lần này người ta là ngôi mông chẳng hạn thì mình không có thử thách sanh nhà âm đạo đâu, thì mình sẽ không cho sanh nhà âm đạo. Và đặc biệt là mình sẽ phải tư vấn cho sản phụ những cái nguy cơ và lợi ích. Vì là những cái trường hợp mà sanh mà có sẹo mổ lấy thai này thì nó cũng có rất là nhiều nguy cơ, ví dụ đặc biệt là liên quan tới nguy cơ vỡ tử cung. Thì khi mà mình theo dõi một cái thai phụ mà có sẹo mổ lấy thai mà mình theo dõi sanh nhà âm đạo có đủ điều kiện thì mình theo dõi, thì mình sẽ theo dõi như thế nào? Thì thực sự thì cũng không có quá đặc biệt là mình sẽ phải theo dõi thêm. Tuy nhiên là mình sẽ phải theo dõi sát hơn, theo dõi những cái dấu hiệu trong cuộc chuyển dạ, theo dõi trên monitor, tim thai trên monitor, các cái dấu hiệu của mẹ có dấu hiệu mà liên quan tới vỡ tử cung hay không, ví dụ như tổng trạng nè, sinh hiệu nè, có sản phụ có dấu hiệu sốc hay không, hoặc là khám âm đạo có máu đỏ tươi hay không chẳng hạn, những cái dấu hiệu mà liên quan tới vỡ tử cung, thì cái bài vỡ tử cung thì mình sẽ được học sau và BBL. Và trong quá trình mà khi mà sổ thai á thì người ta khuyên là mình nên giúp sanh để hạn chế cái chuyện mà sản phụ người ta rặn quá mức thì có thể gây nứt hoặc là vỡ vết mổ. Và sau sanh, sau khi mà sổ thai xong á thì mình sẽ buộc phải mình sẽ kiểm tra sự vẹn toàn của cái vết mổ cũng như là đường sinh dục và bánh nhau. Tuy nhiên là người ta không có khuyến cáo mình soát vết mổ thường quy. Kiểm tra sự vẹn toàn á là mình sẽ sau khi sanh xong, sổ thai, sổ nhau xong thì các bạn sẽ đưa tay vào trong âm đạo
và đi qua âm đạo luôn. Mình sẽ đi vào trong buồng tử cung và mình sẽ xoát từ đáy tử cung. Vết mổ nó nằm ở phía trước ha. Mình sẽ xoát từ từ xem thử là cái đoạn dưới tử cung nó có liên tục hay không. À, thường thì cái vết mổ nó nằm ngang đoạn dưới nên các bạn sẽ xoát nhẹ nhàng đi từ đáy tử cung cho đến từ từ đến đoạn dưới. Và mình sẽ xoát thử xem là nó có còn liên tục hay không. Thường các bạn sẽ không có thấy là nó bị vỡ gì đâu. Ví dụ như các bạn sẽ thấy tự dưng đang xoát bình thường và có thể là thấy nó bị lõm vào chẳng hạn, thì mình sẽ thấy là nó không có toàn vẹn nữa. Thì thường những trường hợp này mình sẽ nhờ đến siêu âm để người ta khảo sát lại xem thử nó có bị nứt hay không, nó có bị nứt hay vỡ hay không. Nếu như khi mà nó có nứt hoặc vỡ vết mổ thì mình buộc phải mổ lấy thai, trường hợp đó mình phải mở bụng để mình khâu lại cái vết vỡ đó. Tuy nhiên là người ta bây giờ không khuyến cáo là mình soát thường quy nữa, trừ khi là nó có những cái dấu hiệu nghi ngờ thôi. Còn nếu như sau khi mà sinh xong, sổ nhau hoàn toàn, kiểm nhau đủ hết và tử cung nó gọt tốt và không có, nó chỉ ra huyết sậm thôi, thì mình không có phải soát gì nữa. Vậy thì những cái trường hợp nào thì nghi ngờ thì các bạn cần phải soát? Các bạn nào trả lời được không? Các bạn nào trả lời được không? Ý là trong trường hợp nào thì mình phải xác? Xác lòng tử cung. Xác để mình kiểm tra cái vết mổ. Thì trong trường hợp nào thì các bạn sẽ phải xoát? Mình thấy nếu mà sau sinh mà thấy sản phụ có dấu hiệu là cái sinh hiệu của sản phụ không ổn định, cái mình tính cái tỷ số SI ra mà nó bất thường từ 0,7 trở lên thì mình có thể nghi ngờ là bệnh nhân đang có một cái xuất huyết nhiều đó, mình sẽ kiểm tra lại. Hoặc là mình thấy nhau, mình kiểm tra nhau nó không có đầy đủ thì mình có thể xoát lại. Hoặc là bệnh nhân than là đau cái vết mổ cũ thì mình cũng có, nếu mà thấy đau nhiều mình cũng nên xoát lại. Rồi. Thì như nãy chị nói á, trong những trường hợp mà bình thường sau sanh xong á, mà tử cung nó gọt tốt, nó chỉ ra huyết sậm thôi thì mình không có cần phải xoát. Tuy nhiên có những cái dấu hiệu ví dụ như là hầu như tất cả các sản phụ sau sanh người ta sẽ được đo huyết áp. Đồng thời là mình qua huyết áp mình đánh giá cái xem có thay đổi sinh hiệu gì hay không, có bị băng huyết sau sanh hay không, thì đó là một cái theo dõi sinh hiệu thường quy sau sanh luôn. Thì nếu như mà khi mình phát hiện là sản phụ có thay đổi sinh hiệu nè, mạch tăng, sản phụ thấy đau nhiều, thấy tự dưng sản phụ thấy mạch xanh tái vã mồ hôi chẳng hạn, thì mà lúc đó mình sẽ phải kiểm tra lại xem thử là có máu đỏ tươi chảy ra từ âm đạo hay không. Ví dụ như mình sẽ kiểm tra hết từ trong thì ra ngoài, ví dụ như kiểm tra đường sinh dục không có thấy rách gì cả, không có thấy chảy máu từ âm đạo mà mình thấy chảy máu đỏ tươi chảy ra từ tử cung á, và mình khám ở trên bụng thì thấy tử cung vẫn gọt tốt nhưng mà vẫn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ tử cung chẳng hạn, thì những trường hợp đó mình buộc phải soát lại. Có những cái dấu hiệu của vỡ, nứt hoặc vỡ vết mổ thì mình sẽ xác. Và những trường hợp mà không có, nó vẫn ra huyết sậm thôi, tử cung gọt tốt, không có dấu hiệu gì mà mình nghi ngờ hết thì mình không cần phải xác. Rồi, thì cái bài mà sinh khó do phần mềm của mẹ thì ở đây là hết. Thì có bạn nào thắc mắc về những cái phần mà nãy giờ chị dạy không? Có comment ấy Yến ơi. Có comment. Anh nói trước rồi bạn nào
ý kiến hỏi thêm thì hỏi ha. Thứ nhất á, là cái phần mà bóc u xơ khi mà mổ lấy thai á, thì những cái chỉ định mà bóc u xơ kinh điển thì hồi nãy chị Yến đã nói rồi, tức là ví dụ như khi mình mổ lấy thai mà gặp những cái tình huống của cái u xơ cần phải bóc luôn trong quá trình mổ thì mình sẽ bóc, thì chị Yến đã liệt kê ra rồi. Tuy nhiên á, thì cái đó là những cái kinh điển mà ví dụ như ngay ngang vết mổ hoặc là u xơ tử cung dưới thanh mạch có cuốn này kia đó, thì nó là kinh điển rồi. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn có cái quan điểm mới, đó là người ta cũng bóc luôn trong lúc mổ được. Nhưng mà nó còn đang trong quá trình nghiên cứu, thì để coi thử là giữa cái lợi và những cái bất cập của cái chuyện đó. Thì cái lý thuyết bất cập là cái chuyện rằng là tăng cái lượng máu mất, là như nãy chị Yến đã nói. Tuy nhiên nó còn một yếu tố nữa, đó là tăng thời gian mổ lấy thai. Tức là khi bất kỳ mình can thiệp một cái gì đó đi kèm với mổ lấy thai thì nó sẽ tăng cái thời gian mổ lấy thai. Và tăng thời gian mổ lấy thai thì nó sẽ đi kèm với cái chuyện là tăng cái tỷ lệ nhiễm trùng hậu phẫu. Đó, cho nên cái kinh điển thì người ta tới giờ thì người ta cũng chỉ coi nhiêu đó thôi, nhưng mà người ta vẫn đang nghiên cứu coi thử là có nên bóc những cái trường hợp còn lại. Ví dụ như là u xơ trong cơ thì hồi xưa là không bóc. U xơ trong cơ mà nó nằm xa cái vết mổ đó thì người ta không bóc, nhưng mà bây giờ cũng có một vài cái báo cáo là người ta bóc thử. Nói ra để coi thử là nó có làm tăng cái tỷ lệ mà ví dụ như là nhiễm trùng hoặc là tăng cái lượng máu mất hay không so với mổ lấy thai mà mình để lại. Đó, thì cái này anh nói thêm thôi. Cái nữa là mổ u buồng trứng ở tam cá nguyệt 1 khi mà có thai á, mổ u buồng trứng mà khi có thai ở tam cá nguyệt 1 thì ngoài cái chuyện là cái mình phải biết rằng á, là ngay cả không có thai đi nữa thì cái u buồng trứng người ta chỉ điều trị, người ta chỉ phẫu thuật khi nó là u thực thể. Còn nó là u cơ năng thì người ta không có phẫu thuật. Thì trong cái yếu tố u cơ năng đó, nó có cái u hoàn thể để nó nuôi thai kỳ. Thì nãy có một bạn trả lời đó là tại vì nó có thể là nó là cái năng hoàn thể để nó nuôi cái thai kỳ. Thì để người ta hình dung khái quát hơn, đó là qua được cái tam cá nguyệt 1 chuyển qua tới cái tam cá nguyệt 2, nếu như cái u đó nó vẫn còn tồn tại thì tức là nó là u thực thể. Và khi đó chỉ định điều trị phẫu thuật là u thực thể. Còn nếu như mà trong tam cá nguyệt 1 mình mổ nó thì có thể nó chỉ là u cơ năng thôi. Còn nếu nó đã tồn tại đi qua được trong cái giai đoạn tam cá nguyệt 2 thì nó bản chất nó là u thực thể, thì thường là mình mới điều trị. Đó, chứ mình không cần phải vội gì trong tam cá nguyệt 1, trừ trường hợp là ngay cả u ở trong tam cá nguyệt 1 nhưng nó xảy ra biến chứng thì mình bắt buộc mình vẫn phải mổ, tại vì không ai chắc chắn rằng là cái u ở tam cá nguyệt 1 nó không xoắn, nó không vỡ. Ha. Nếu nó có biến chứng thì bắt buộc mình cũng phải mổ trong tam cá nguyệt 1. Tuy nhiên, nếu nó không có gì hết thì vẫn chờ tới tam cá nguyệt 2, thường là khoảng 16-17 tuần trở lên thì người ta mới mổ, với cái lý do là nếu nó là u thực thể thì tới đó nó sẽ tồn tại cái u đó. Và tất nhiên cái u thực thể này nó cũng phải có cái chỉ định khi nào mình mới điều trị, chứ không phải là tất cả các u thực thể thì mình đều phải mổ bóc cái u đó trong thai kỳ. Ha. Rồi, đó là hai ý. Anh comment. Cảm ơn anh Hưng. Các bạn sau khi học xong bài có thắc mắc gì không? Nếu mà các bạn không có thắc mắc gì hết thì mình nghĩ dạy lao 10 phút mà. Mình sẽ đi qua phần bài tiếp theo. Rồi các bạn nghỉ giải lao đi.